Xin mời chị Ngọc ạ. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh Phí Lan đã cho Ngọc được cơ hội được chia sẻ. Xin chào thủ lĩnh Phí Lan, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đang có mặt trong buổi Zoom hôm nay. Ngọc xin được giới thiệu, Ngọc họ tên đầy đủ là Đặng Bích Ngọc, năm nay 52 tuổi, hiện đang ở Lào Cai. Thế thì về cái chủ đề xương khớp thì cũng liên quan đến mắt não, bởi vì Ngọc bị rất nhiều vấn đề, trong đó có thoái hóa vai gáy, đốt sống cổ. Và từ cái việc thoái hóa đấy mà nó gây ra tắc nghẽn, rồi gây ra tiền đình, rồi gây ra rất nhiều vấn đề khác nữa như chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Và trước khi đến với CBD á, thì sức khỏe của Ngọc rất là yếu, và cái vai gáy thì đau khủng khiếp, đau lắm ạ. Thậm chí là cứ mỗi một lần chỉ biết nhờ chồng đấm thôi, mà đấm bao nhiêu cũng không thấy ăn thua gì cả, cảm giác như đấm ở cái bị bông ấy ạ. Thế mà thì cũng rất là may mắn thì Ngọc được một người bạn là đồng nghiệp, bạn ấy chia sẻ cái giải pháp CBD này thì Ngọc đón nhận luôn. Lúc đầu thì Ngọc không đón nhận về cái giải pháp xương khớp đâu, mà Ngọc đón nhận về cái vấn đề táo bón kéo dài của Ngọc từ bé. Thế thì cái xương khớp này thì Ngọc bị từ rất là sớm, cái năm lớp 6 Ngọc đã bị đau ở lưng rồi. Chính vì thế nên là cái xương của mình bị thoái hóa sớm, thì ngoài 40 tuổi đã đau, và cứ đau, cứ sống chung với lũ như vậy. Thì đến khi dùng được 3 tháng, khi biết đến giải pháp thì Ngọc được thủ lĩnh Phí Lan chia sẻ cái chương trình xương khớp. Thì Ngọc dùng được 3 tháng thì Ngọc đi siêu âm. Ngọc đi siêu âm thì điều rất là tuyệt vời cả nhà. Thứ nhất thì Ngọc chưa nói về kết quả của xương khớp, nhưng mà nó đã giải quyết cho Ngọc những vấn đề như thế này ạ. Uống xương khớp nhưng mà Ngọc hết sỏi thận, bởi vì trước đây á Ngọc bị sỏi thận này, rồi bị phù thận từ bé, cái mắt cá chân này nó luôn luôn là bị sưng húp lên. Và mẹ Ngọc thì có nói rằng là phù do thiếu dinh dưỡng đấy, cụ cũng chỉ biết nói thế thôi, nhưng mà cũng không có giải pháp nào cho con cả, cũng không đi khám được, cũng không đi chữa hay như thế nào hết. Thế là Ngọc cứ sống chung với cái căn bệnh thận như vậy, phù thận, sỏi thận, rồi là đi tiểu đêm. Chính vì cái thận quá yếu thế nên ra là đến khi mà Ngọc sinh đứa con đầu lòng á thì bị nhiễm độc thai nghén, cũng là do cái thận của mình nó quá kém. Sau đó thì sạch cả gan, sạch cả phế quản đấy. 3 tháng dùng sản phẩm của CBD mà giải quyết được bao nhiêu là cái vấn đề, rồi là giải quyết được cái bệnh táo bón từ bé, đến khi gặp giải pháp của CBD thì mới giải quyết được táo bón mà gây ra bệnh trĩ, có nghĩa là trĩ độ 3 cả nhà. Thế mà đi về y học cổ truyền trung ương thì bác sĩ bảo chỉ có cắt thôi. Thế nhưng mà thứ nhất là sợ đau, thứ hai là do công việc không được nghỉ, nên là Ngọc về và vẫn lại sống chung với lũ. Nhưng mà khi gặp CBD thì lại giải quyết được. Đấy, có nghĩa là dùng xương khớp cả nhà thì nó lại hết cả dạ dày này, hết cả thận này, hết cả phế quản này, gan sáng, thận sáng, tuyến tụy, tuyến mật đều sáng, và bàng quang cũng như vậy. Đấy, Ngọc cảm thấy rất là tuyệt vời. Thế thì về cái vai gáy thì hiện tại đã đỡ rất là nhiều rồi ạ. Bây giờ trước kia thì Ngọc không thể ngồi được như này đâu, vừa đau lưng, vừa đau vai và buốt lên cổ. Nhưng mà bây giờ thì sao ạ, ngồi Zoom suốt ngày rồi nghe video rồi chia sẻ mọi thứ. Thế nhưng mà không còn cảm giác đau nữa, và nhất là cái tiền đình thì không còn đau đầu nữa ạ. Đấy, hết luôn cả cái hiện tượng đau đầu. Đấy là cái kết quả mà Ngọc đã sử dụng cái sản phẩm CBD. Và cái dạ dày cũng hết luôn đấy ạ. Đấy, cái phế quản thì trước kia là căn bệnh gọi là căn bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính, và uống kháng sinh vào thì càng ho thêm chứ không có đỡ. Thế nhưng bây giờ thì tuyệt vời rồi, không bị ho bao giờ. Trước kia thì chia sẻ, và cảm ơn các cô chú anh chị và cả nhà đã lắng nghe ạ. Dạ
vâng, cảm ơn câu chuyện của chị Ngọc, cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Rất là lãi đúng không ạ? Xử lý xương khớp thôi mà tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết hết. Và cũng xin thưa với chị Ngọc, cũng xin thưa với tất cả các anh chị ở trên Zoom, chị Ngọc là trong đồng đội của Phí Lan ở bãi Lào Cai cơ. Khi mà chị mới biết đến CBG thì 1-2 tháng đầu thì vì là ở xa với đội ngũ cũng xa xa nên là Lan không được chăm sóc giúp đỡ. Và sau khi 3 tháng thì Lan bắt đầu với trực tiếp vào chăm sóc, dẫn dắt, huấn luyện, đào tạo, chia sẻ. Thì Lan đã cứu chị đầu tiên là vấn đề về tiêu hóa. Lúc đầu là chị loay xoay lắm cả nhà, nhưng mà về sau là chị bị táo bón nặng lắm, Lan cứu vấn đề về tiêu hóa. Xong rồi xương khớp, rồi tự nhiên một loạt vấn đề nó xảy ra. Lúc trước chị ấy không được như thế này đâu. Trời ơi, chắc bây giờ chị phải lên được mấy cân rồi đấy ạ. Hồi đấy chị gầy lắm mà chị đen lắm. Thế là bây giờ với cái tình yêu sản phẩm đã giúp cho chị được hoàn toàn là một người khỏe mạnh, thì chị cũng đã giúp cho rất nhiều người cũng được cải thiện sức khỏe. Và chị cũng đang có một đội nhóm ở Lào Cai rất là yêu và đang lan tỏa CBG hàng ngày. Đấy, kết quả rất là tuyệt vời. Và cả nhà có biết không, cái đợt mà Thúy Lan vừa đi